Xin chào toàn thể các quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên cho Lan được gửi tới tất cả các quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Chuẩn bị đến ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam và ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Ai cũng ngóng chờ tin xem chị Nguyễn Phương Hằng phiên tòa xét xử diễn ra chị sẽ phải nhận cái mức án như thế nào. Và ai cũng mong chờ chị Nguyễn Phương Hằng sớm được trở về với gia đình, với cháu Huỳnh Hằng Hữu và với cộng đồng. Rất nhiều những người ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng đã có những tâm tư, những tình cảm gửi gắm đến chị. Mặc dù có thể tại thời điểm này chị Nguyễn Phương Hằng chưa có thể đón nhận được những tình cảm nồng nàn của những người yêu quý việc làm của chị. Trên trang cá nhân, chị Phương Nga Đoàn đã có những cái tình cảm gửi đến chị Nguyễn Phương Hằng. Chị viết như sau: những tháng ngày còn lại, 9 tháng đã trôi qua là 9 tháng đợi chờ, trông ngóng và những điều tốt đẹp để khép lại chặng đường drama dài vô hạn. Thông tin báo chí đưa tin về nữ CEO Nguyễn Phương Hằng tại Việt Nam đã phần nào gợi lên nhiều nỗi băn khoăn, nhiều điều chưa thật rõ. Nhưng tôi luôn đặt trọn niềm tin vào pháp luật và đợi chờ kết luận cuối cùng từ Viện Kiểm sát. Theo báo Thanh Niên thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Mặt khác, trang bản tin an ninh mạng thì lại đăng: qua đấu tranh, bị can Nguyễn Phương Hằng thừa nhận các thông tin mà bà phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự về 9 cá nhân là do đọc trên mạng internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Người dân không khỏi thắc mắc, khi mọi diễn biến drama chỉ là nằm mơ, vậy thì liệu trong quy định của pháp luật có khoản mục nào ứng với những giấc mơ để phán quyết khung hình phạt không? Và nếu mọi thông tin chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh thì liệu đây có phải là một vụ án với một kỳ tích gia hạn nhiều lần nhất ở tại Việt Nam hay không? Phải chăng những lần gia hạn để cơ quan chức năng có đủ thời gian xem lại mọi tình tiết mà nội tình chính là nhân vật lang băm? Đây là một nhân vật chủ chốt trong câu chuyện của nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó thì những nhân vật trong giới showbiz cũng bị réo tên, và cũng chính từ các nhân vật đình đám này người dân mới vỡ lẽ về mọi khuất tất trong vấn đề từ thiện. Tuy rằng mọi kết luận của phía cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận là vô tội, nhưng những kết luận này cũng chưa hẳn đã là toại lòng dân. Thử hỏi, nếu như CEO Nguyễn Phương Hằng không bỏ cái tôi, không bỏ vì tự ái cá nhân, không có tình thương yêu đối với người dân, thì chắc chắn đến tại thời điểm này, lang băm vẫn là thần y. Và những ngôi sao hạng A trong làng giải trí vẫn ngạo nghễ và vẫn không quên kêu gọi từ thiện qua mùa lũ, thiên tai bằng những tài khoản cá nhân của họ. Mặc dù vụ án bị đề nghị truy tố nhưng lòng người vẫn không hề nao núng. Nhiều người dân đã bày tỏ cảm xúc cũng như những nhận xét về nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Những người bị bà Hằng nói tới thì toàn có 1 đến 2 vấn đề hoặc là hơn. Mập mờ, không rõ ràng, minh bạch, lươn lẹo. Tôi dân thường còn thấy vô lý, tôi tin bà Hằng hơn những người kia. Sống ở đời mà sống kiểu đó thì bị gọi là bất nhơn. Chứ không ai nói là vô tội đâu. Bằng chứng lấy đâu thì dân tụi tôi chỉ tin vào Trung ương, vào lò của Bắc Trọng, chứ không tin vào những nơi khác. Lời bình của một độc giả tên là Thị Nguyễn Tô. Và một khán giả khác thì cũng có những lời bình như sau: chuyện này chị Hằng chỉ muốn để mọi người thấy được sự bạc bẽo vô tâm của cái anh hề hờ lờ mà thôi. Không lên tiếng vì lợi ích chung của dân tộc, nhưng khi đụng tới lợi ích cá nhân thì nhảy đồng đồng lên làm đủ trò liền. Và cũng đủ hiểu vai trò của anh hề hờ lờ trong vụ Võ Hoàng Yên lừa đảo. Hai là một chứ không phải hai là hai. Chị Hằng nói đâu có sai. Vì quá bức xúc mà một độc giả khác cũng đã phải thốt lên: một giấc mơ đã lấy lại cho người dân vùng lũ 14 tỷ. Bây giờ có luật từ thiện rồi mà không thấy bố con thằng nào đi kêu gọi từ thiện như trước nữa.
bọn kền kền đã mất miếng mồi ngon mới hùa nhau vào đánh hội đồng bà Hằng. Nếu xét về nhân văn thì đây là một vụ án mang yếu tố đầy nhân văn, vì ở nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đã hội tụ cả về những tư tưởng, quan điểm, tình cảm khi bàn về các giá trị sống của con người, thể hiện cả những đánh giá nhìn nhận về con người dưới nhiều góc độ trong mối quan hệ với đồng loại, tự nhiên và đời sống xã hội. Luôn sống chân thật với cảm xúc của mình, luôn biết cách biểu hiện tình cảm chân thật của mình với mọi sự vật, hiện tượng, không hề biết giả tạo, không thể hiện một thái độ, một tình cảm sai lệch hoàn toàn với những gì đang nghĩ, luôn biết đồng cảm sâu sắc trước những đau khổ, khó khăn của người khác, đặc biệt đối với trẻ em khiếm khuyết. Đấy là những lời nhận xét về CEO Nguyễn Phương Hằng. Những gì CEO Nguyễn Phương Hằng đã cống hiến, đã làm nên những giá trị về luật là những gì mà người dân đều tỏ lòng biết ơn. Tiếc rằng chỉ vì chị sống quá thật nên sự thật đó đã mang lại những hậu quả khó lường. Đúng như lời chị đã từng nói, làm người tốt khó vậy sao? Trải qua một chặng đường drama mấy năm qua, trải qua 9 tháng ròng rã mòn mỏi, bản thân tôi cũng như triệu người dân khác trên đất nước Việt Nam luôn mong chờ có một phiên tòa thật công tâm để người dân trong và ngoài nước tâm phục, khẩu phục. Vì công lý luôn thuộc về lẽ phải. Những tâm tư, những tình cảm của chị Phương Nga Đoàn đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ rằng chị Nguyễn Phương Hằng là quả thực đã bỏ qua tất cả những hiểm nguy, những cái tôi để chị muốn cho cộng đồng biết rõ được rằng trong xã hội còn rất nhiều điều bất công mà cần phải trung ương vào cuộc để lấy lại sự trong sạch cho xã hội. Quay trở lại câu chuyện trái tim Hằng Hữu và những người vì những trái tim, thì trên trang cá nhân của chị Phương Dung Lê có một bài viết như sau: từ vụ bệnh viện tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đến quỹ trái tim Hằng Hữu Nguyễn Phương Hằng. Trái tim mang một vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể. Nhiệm vụ chính của tim là bơm máu lên não và bơm đến tất cả các cơ quan trên cơ thể một cách đều đặn. Ngoài ra, trái tim còn giúp cho não bộ ổn định hơn. Nhịp tim đập bình thường sẽ giúp não bộ ổn định, máu huyết lưu thông. Vai trò của tim được xem là chìa khóa của sự sống, nên việc bảo vệ một trái tim khỏe mạnh là vô cùng cần thiết. Theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm cả nước ta có khoảng 10.000 đến 12.000 trẻ em phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 6.000 trẻ em được can thiệp phẫu thuật, số còn lại phải chờ hoặc thậm chí dẫn đến tử vong trước khi phát hiện được bệnh. Thông tin trên được cho biết trong báo cáo thực trạng và chi phí điều trị bệnh tim bẩm sinh do Quỹ Thiện Nguyện Trái Tim Hằng Hữu đã giúp đỡ Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2015 đến năm 2021, được công bố tại Hội nghị Khoa học Thường niên của các bệnh viện năm 2022. Theo báo cáo, thì Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu triển khai phẫu thuật tim bẩm sinh từ năm 2000, là một trong những trung tâm mổ tim lớn nhất của cả nước. Đến năm 2015, khoa hồi sức phẫu thuật tim trẻ em được thành lập, và từ thời điểm này thì khoa đã phối hợp với phòng công tác xã hội bệnh viện tim giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân điều trị, cụ thể là chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ em. Trong đó thì quỹ từ thiện Hằng Hữu của công ty cổ phần Đại Nam là một tổ chức đã giúp đỡ bệnh viện điều trị cho bệnh nhi từ ngày thành lập khoa hồi sức phẫu thuật tim trẻ em mùng 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Qua khảo sát hồ sơ trong danh sách đã được Quỹ Thiện Nguyện quyết toán thì trong 6 năm đã có tổng 519 bệnh nhân được giúp đỡ với độ tuổi trung bình là từ 3,5, nhỏ nhất là 1 tuổi và lớn nhất là 16 tuổi. Có 255 ca là bé trai, chiếm 49%. Thời gian điều trị trung bình là 37 ngày. Tổng viện phí của các bệnh nhân là hơn 82 tỷ đồng. Trong đó bảo hiểm y tế chi trả gần 58 tỷ, còn lại là từ Quỹ Thiện Nguyện Hằng Hữu hỗ trợ 24,4 tỷ đồng, trung bình là hơn 47,1 triệu đồng trên một ca. Có 7 ca cân nặng rất nhẹ dưới 3,8 kg được phẫu thuật thành công,
tỷ lệ bệnh nhân tử vong là dưới 0,4%. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện nhóm tác giả báo cáo cho biết, từ sự giúp đỡ của Quỹ Hằng Hữu, bệnh viện đã đến được nhiều địa phương khám sàng lọc cho trẻ bị bệnh tim, hoàn cảnh khó khăn như là Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long. Nếu không có Quỹ Hằng Hữu, gia đình nghèo khó có thể có 47,1 triệu đồng để đưa con đi điều trị những bệnh tim bẩm sinh. Tại trang fanpage của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi những lời tri ân đến Quỹ Trái tim Hằng Hữu sau gần 2 năm được nhận tài trợ. Danh sách các em bị bệnh tim ngày càng dài và đã có nhiều trường hợp trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn từng đánh mất cơ hội vì chưa xin được tài trợ kinh phí. Có thể nói Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh như là cá gặp nước khi mà được Quỹ Thiện nguyện Hằng Hữu để tâm và ký kết hợp tác, mang lại hy vọng cho hàng ngàn trái tim bị lỗi nhịp. Chương trình Trái tim Hằng Hữu ưu tiên cho trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, ngoài ra còn xem xét cho những trường hợp từ 7 đến 16 tuổi, chiếm tỷ lệ tối đa là 30% của chương trình, hoặc là trên 16 tuổi, chiếm tỷ lệ tối đa là 5% của chương trình đã được phẫu thuật. Ngoài ra thì quỹ còn hỗ trợ tiền cho mỗi bệnh nhi và gia đình để có thêm chi phí ăn uống đi lại trong quá trình phẫu thuật. Tính trên quy mô cả nước, hơn 2.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và úng não thủy đã được cứu sống nhờ Quỹ Trái tim Hằng Hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam. Không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình, các em bé trực tiếp được hỗ trợ những trang thiết bị y tế phục vụ cho các ca mổ dùng kỹ thuật cao và trong khâu hồi sức, hậu phẫu được Quỹ Trái tim Hằng Hữu tài trợ cho các bệnh viện cũng đã cứu và phục vụ điều trị cho hàng nghìn bệnh nhi khác. Quỹ Từ thiện Hằng Hữu được ký kết hoạt động từ tháng 9 năm 2014, lấy tên từ con trai của vợ chồng, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Huy Dũng, là Quỹ Từ thiện phi lợi nhuận, được hình thành từ nguồn vốn ban đầu của các thành viên và nguồn thu kinh doanh từ hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Nam để thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo, giúp các trẻ em bị não úng thủy hoặc bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, quỹ đã cứu hơn 2.500 trẻ em mắc các căn bệnh úng não thủy và bệnh tim bẩm sinh. Quay trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, nguyên là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Thì ngày 18 tháng 4, phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1967, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu chủ tịch hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và 11 đồng phạm vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết thúc phần tranh luận, là người đầu tiên nói lời sau cùng, thì ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ y tế trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội và trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh vì trong suốt quá trình bị tạm giam, các bị cáo đã được các thầy thuốc trong trại giam chăm sóc chu đáo về sức khỏe. Ông Tuấn cũng xin lỗi toàn thể cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cho rằng hành vi của ông đã làm tổn thương họ và làm ảnh hưởng đến uy tín của hai bệnh viện lớn. Thừa nhận những sai phạm của mình trong vụ án, ông Nguyễn Quang Tuấn mong được cán bộ nhân viên y tế của hai bệnh viện mà bị cáo đã từng làm giám đốc lấy đó làm bài học đau xót để họ tránh vấp phải những lỗi lầm tương tự, đồng thời mong họ vượt qua khó khăn để chăm sóc tốt hơn nữa cho những bệnh nhân mắc bệnh tim. Nói về bản thân mình thì bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cho biết là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học Y Hà Nội và đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài, nhưng bị cáo Tuấn đã tình nguyện đi bộ đội và chiến đấu ở vùng biên giới. Sau đó bị cáo được đào tạo tại Đại học Y Hà Nội ngành tim mạch. Quá trình công tác bị cáo được cử đi Mỹ, Pháp và một số nước trong khu vực để tiếp thu đón nhận những kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến. Mục đích là để chuyển giao công nghệ hiện đại về Việt Nam để phục vụ cho người bệnh Việt Nam. Ông mong hội đồng xét xử xem xét giảm án nhiều hơn nữa cho cấp dưới của ông trong vụ án này, đặc biệt là các bị cáo thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. Họ từng là những nhân viên có trách nhiệm của bệnh viện nhưng mắc phải sai phạm này là do lỗi của lãnh đạo. Nhiều bị cáo nguyên là cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội đã ghi nhận sự đóng góp của bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và sự phát triển của bệnh viện. Bị cáo Nguyễn Tuấn Linh, nguyên phó trưởng phòng vật tư cho rằng ông Nguyễn Quang Tuấn đã thổi hồn vào các cán bộ y tế của Bệnh viện Tim, truyền cho chúng tôi một tinh thần làm việc hăng say hết mình,
tận hiến vì bệnh nhân. Dưới sự lãnh đạo của ông Tuấn thì bệnh viện đã phát triển đáp ứng nhu cầu của người bệnh và trở thành một đơn vị hàng đầu trong ngành mổ tim. Trong quá trình làm giám đốc bệnh viện tim Hà Nội, bác sĩ Tuấn cùng các đồng nghiệp nhiều lần đi từ thiện khám và phát hiện nguy cơ bệnh tim mạch cho hàng trăm bệnh nhi. Bị cáo cũng đã góp tiền ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi, góp phần đưa bệnh viện tim Hà Nội trở thành đơn vị đầu ngành tim cả nước và hoàn thiện nhất. Hàng nghìn bác sĩ chuyên ngành tim mạch ở Việt Nam giỏi nghề được đào tạo cống hiến và bệnh viện tim cũng được công nhận là bệnh viện không có phong bì và là bệnh viện của nụ cười và nhiều những kết quả, những thành tích khác. Cùng với đó, bị cáo Quang Tuấn đã tham gia chỉ đạo tuyến 35 tỉnh thành để bà con vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến không phải về trung ương, nâng cao khả năng sống cho những bệnh nhân bị bệnh tim. Nhiệt huyết cống hiến cùng với lòng nhân ái và yêu thương người bệnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các đồng nghiệp đã triển khai một hệ thống trung tâm tim mạch với công nghệ hiện đại ở hàng chục tỉnh thành và giúp các bệnh nhân nghèo được tiếp cận và chữa bệnh tim kịp thời. Còn trong mắt bạn bè quốc tế thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn đã góp phần tạo nên một vị thế mới cho ngành tim mạch can thiệp tại Việt Nam. Sau gần 8 năm làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cùng đồng nghiệp đã giúp cho hơn 3.000 cháu bé được trở về cuộc sống với trái tim khỏe mạnh hơn. Chính những nỗ lực và thành quả đạt được này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn đã vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa 14. Trên cương vị người đại biểu của nhân dân, bác sĩ Tuấn đã không ngừng đóng góp vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực y tế, mà cả trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người và có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của dân tộc. Dù làm được nhiều điều, nhưng bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cũng nhận thức được sai phạm của mình trong vụ án này và bị cáo không có một ngụy biện nào cho mình. Ông nói, nhưng hy vọng sau này vẫn được cống hiến, được nghiên cứu đào tạo ra nhiều bác sĩ tim mạch giỏi nghề để tiếp tục cứu người. Theo luật sư Bùi Đình Ứng, bào chữa cho ông Tuấn, thì bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã thừa nhận sai phạm và không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Song ông muốn được xem xét toàn diện hoàn cảnh phạm tội cho thân chủ của mình. Luật sư nhận định nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm của bị cáo Nguyễn Quang Tuấn chỉ là nóng vội, lo sợ bệnh viện không còn vật tư để cứu chữa cho bệnh nhân. Về phía viện kiểm sát thì ông Nguyễn Quang Tuấn đặc biệt ăn năn nên sẽ xem xét để giảm nhẹ. Cả hai người đều là CEO Nguyễn Phương Hằng và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn đều là những người đã hết lòng vì trái tim của nhân dân. Đây là ý kiến của một nhà báo cây đa cây đề viết trong Facebook của ông. Xin phép được trích dẫn lại, cũng như tôi rất tâm đắc và đồng quan điểm với ông. Dù sao thì cũng rất mong ông Tuấn được xử thật nhẹ để về sớm, vì ông được xử nhẹ nhàng thì em doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lò vôi cũng sẽ đẹp nhẹ hơn gấp trăm ngàn lần so với ông Tuấn. Vì em Hằng chỉ có mỗi cái tội là ăn nói ngoa ngôn, chửi càn nói bậy mà thành ra xúc phạm người khác. Em Hằng không có chức năng nhiệm vụ đi điều trị bệnh tim như ông Tuấn. Vậy mà em Hằng còn giúp sức chữa trị được rất nhiều trẻ em có bệnh tim tật nguyền, không thua kém gì ông Tuấn. Ông Tuấn lợi dụng vật tư tim để ăn tiền, còn em Hằng lò vôi thì lại bỏ tiền túi ra để mua vật tư tim cứu người. Cho nên cũng rất mong là em Nguyễn Phương Hằng được giảm nhẹ tới mức tối đa về những cái tội mà em đã ngoa ngôn trên không gian mạng. Tóm lại, cuộc đời vẫn đẹp vì có những trái tim nhân ái, những tâm hồn rộng mở và nói như ai đó đã nói, cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim. Và chúng ta cùng suy ngẫm một câu nói khác cũng rất hay không kém. Đừng biến trái tim của bạn thành những con đường mà ai cũng có thể đi qua, mà hãy biến nó thành một bầu trời, nơi mà ai cũng phải mơ ước. Và chúng ta mong muốn CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, được trở về trong sự yêu thương, mong đợi của người thân và cộng đồng. Đây chính là những tâm tư và những cái dòng chữ mà chị Phương Dung Lê đã viết về CEO Nguyễn Phương Hằng và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn. Chúng ta mới ngẫm thấy rằng tất cả cũng vì những trái tim, vì cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Nhưng công là công và tội là tội.
phân minh rõ ràng. Rất mong các cơ quan pháp luật xét công để giảm nhẹ tội, để cho tất cả những người có những tinh thần giúp đỡ những trái tim bất hạnh của những người dân Việt Nam còn đang gặp rất nhiều khó khăn, để họ sớm được trở về để tiếp tục cống hiến những tài năng, những tình cảm cho cộng đồng người Việt Nam. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!